Mến chào quý khán giả đến với chuyên mục khuyến học khuyến tài do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang phối hợp thực hiện. Trước thềm năm mới, những người thực hiện chương trình kính chúc quý khán giả đón một cái Tết Mậu Tuất 2018 an khang hạnh phúc. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Tổng kết công tác phổ cập xóa mù chữ năm 2017, sơ kết học kỳ 1 năm 2017-2018 và trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần 14 năm 2017. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang tập trung chăm lo tốt cho cán bộ nhân viên ngành. Trong một câu chuyện học đường có phóng sự Tài không đợi tuổi, nội dung nói về tấm gương những học sinh chăm ngoan học giỏi lại vừa tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng. Bây giờ mời quý khán giả theo dõi nội dung chương trình. Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ cập xóa mù chữ năm 2017, sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 và trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017. Trong công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, ngành giáo dục chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền đến cộng đồng để tạo sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ cho ngành nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả 100% các địa phương trong tỉnh đạt tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non trong nhà trường xóa mù chữ. Phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 1. Tỷ lệ học sinh nhập học ở bậc trung học phổ thông cũng tăng cao hơn so với trước. Sơ kết học kỳ 1 năm 2017-2018, ngành giáo dục triển khai tốt kế hoạch nhiệm vụ của năm. Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục quyết tâm cao trong công tác phối hợp tuyên truyền và vận động học sinh, học viên đến lớp. Chỉ tính riêng dịp khai giảng, ngành đã kêu gọi xã hội hóa với tổng giá trị quy ra thành tiền hơn 14 tỷ 500 triệu đồng. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên, nhiều hoạt động hỗ trợ dạy và học được tổ chức đa dạng về hình thức và thiết thực về nội dung. Các đồng chí. Tại buổi hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, biểu dương và đánh giá cao các mặt công tác của ngành giáo dục trong năm qua. Ông lưu ý trong công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ còn phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các ban sở ngành khác. Còn về xã hội hóa giáo dục, ngành giáo dục phải tổ chức đa dạng hơn nữa thời gian tới. Dịp này, 23 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017. 5 tập thể và 14 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2017. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh hiện có 29 công đoàn cơ sở trực thuộc với 1.668 công đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, quỹ mái ấm công đoàn của ngành được cán bộ nhà giáo và người lao động trong ngành hưởng ứng tích cực với số tiền đóng góp hơn 5 tỷ rưỡi đồng, xây dựng được 240 mái ấm công đoàn. Công đoàn ngành giáo dục cũng tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ đã cử 56 cán bộ giáo viên đi đào tạo sau đại học. Đến nay, tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông đều đạt chuẩn 100%. Thưa quý vị và các bạn, tiếp một câu chuyện học đường ngày hôm nay, chúng tôi xin dành thời lượng cho hai cô học trò. Với điểm chung là học rất giỏi, chăm ngoan, lại có nhiều đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện ngoài xã hội. Mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau. Kim Phụng Nghi, học sinh lớp 8A1 trường Trung học Phổ thông Cây Dương, có học lực được xếp hạng giỏi toàn khối tiểu học, khá giỏi ở bậc trung học cơ sở và là một cây văn nghệ phong trào mạnh của trường. Đây là buổi sinh hoạt của câu lạc bộ quyền trẻ em xã Phụng Hiệp do Phụng Ghi làm chủ nhiệm. Cứ 3 tháng họp một lần, các em tụ hội lại để nghe chủ nhiệm Nhí tuyên truyền những hoạt động bổ ích dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Từ đó rút ra những bài học, tiếp thu kiến thức mới về quyền lợi mà các em được hưởng. Theo con thấy hiện tượng bây giờ thì cứ đến mỗi buổi báo cáo hay là cái gì đó về trẻ em, cứ đưa ra con số này, con số khác, cứ báo cáo như vậy. Con nghĩ nó không thiết thực. Mà thiết
thiết thực ở đây là phải giúp cho các cháu phòng chống được. Chứ mỗi lần họp đưa con số này con số khác mà không có cái biện pháp gì để phòng chống thì đối với trẻ em sự tàn nhẫn. Còn đây là một buổi trao quà của câu lạc bộ trẻ em giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực 4, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Đầu tàu để các học sinh trong câu lạc bộ thực hiện những nghĩa cử cao đẹp này chính là em Trương Hoàng Minh Châu, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Em cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ. Qua 5 năm hoạt động, câu lạc bộ trẻ em giúp người cao tuổi đã giúp cho hàng trăm trường hợp cụ già đeo đơn có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thị xã. Khi được địa phương giới thiệu, định kỳ mỗi tháng một lần, các em sẽ đến thăm, tặng quà, trò chuyện với những mảnh đời bất hạnh tại nơi đến. Để có nguồn quỹ hoạt động đều đặn, các em trong câu lạc bộ phải trích ra từ tiền ăn sáng và vận động mạnh thường quân, người thân, bạn bè đóng góp. Gia đình bà thì con cái đứa nào cũng nghèo hết á. Mần thì nuôi hai đứa nhỏ đi học. Thành ra bà sống có mình. Năm nay đó là 18 năm có mình à. Bữa nay có mấy cháu lại bà rất là vui. Trời ơi, năm nay được vậy là mà bà mừng dữ lắm, vui không biết làm sao mà nói cho hết á. Tết thì cũng được vậy là nó sung túc dữ lắm. Vậy nó cũng khỏe. Đứa trẻ thì trời ơi, mấy đứa trẻ thì thấy nó vậy là được, vậy là cũng bà cũng yêu quý dữ lắm rồi đó, yêu quý con cháu vậy là được lắm rồi. Học tập rồi hoạt động xã hội năng nổ là vậy, nhưng ít ai biết rằng cuộc sống của Phụng Nghi không được trải qua hồng như các bạn cùng trang lứa. 3 tuổi, Phụng Nghi chính thức sống cùng ông bà nội. Ngày trước, cha mẹ em lên Bình Dương làm công nhân, rồi một thời gian tổ ấm tan dở. Người mẹ đã có hạnh phúc mới, người cha xa quê đi làm phụ hồ, biệt xứ hơn 10 năm. Đau lòng lắm, một cô bé còn ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lại phải sống thiếu vắng tình thương cha mẹ. Trong hình dáng nhỏ bé ấy là nước mắt và nụ cười, là sự tự tin cố phủ trực lên mặc cảm, là nghị lực vượt lên cái nghèo. Em như cánh én nhỏ cứ ngày ngày chăm chỉ biến những cơ cực thiệt thòi của bản thân mình và của các bạn xung quanh thành những ngày xuân thấm đượm cho đời. Bây giờ con đã rời xa mẹ. Thật sự thì nếu mà nhìn người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ là không trọn vẹn, nhưng mà với em thì khác. Một cuộc sống hoàn hảo không nhất thiết là phải đầy đủ, mà quan trọng là mình thỏa mãn cuộc sống hiện tại, mình cảm thấy nó hạnh phúc là nó tự nhiên sẽ hoàn hảo. Còn với Minh Châu, dù sinh sống trong một hoàn cảnh khá giả, nhưng em biết dừng lại trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống đầy hối hả, để lắng nghe, để cảm nhận và để yêu thương nhiều hơn. Chính điều ấy đã được các bạn đọc trang lứa của em cảm nhận, từ đó tạo thành một sợi dây gắn kết yêu thương, đưa tuổi xuân của các em thành những ngày có ích cho xã hội. Chỉ với 18 thành viên ban đầu, đến nay, câu lạc bộ trẻ em giúp người cao tuổi đã tăng lên hơn 230 em tại 10 điểm trường trong địa bàn thị xã. Bản thân Minh Châu cũng vừa được tặng giấy khen của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hậu Giang về thành tích giải nhì báo chí trong cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016-2017. Thì trong xã hội ngày nay thì bên cạnh những cụ già có hoàn cảnh sống khá tốt thì vẫn còn có một số cụ có hoàn cảnh sống khó khăn. Con cháu các cụ nghèo phải đi làm xa, không có thời gian chăm sóc cho các cụ. Đồng thời thì cũng học tập theo phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cũng theo lời Bác dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Vì thế em và các bạn đã quyết tâm thành lập câu lạc bộ trẻ em giúp người cao tuổi phường Hiệp Thành. Giữa Minh Châu và Phụng Nghi, dẫu mỗi người một cách làm khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là sống có ích cho xã hội. Không những vậy, các em còn tạo tiền đề để các bạn đọc trang lứa khác noi theo. Tiếp tục chương trình, phần tiểu mục tri thức quanh ta. Trước khi đến với câu hỏi kỳ này, chúng tôi xin nêu đáp án đúng của câu hỏi kỳ trước. Đáp án đúng là
Trong bài ca cổ Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu có nhắc đến một địa danh nổi tiếng của tỉnh Hậu Giang, đó chính là chợ nổi Ngã Bảy thuộc thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi sẽ gửi quà đến các khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất. Còn bây giờ là câu hỏi kỳ này. Cách thị xã Ngã Bảy chừng 2 km theo quốc lộ 1A hướng về tỉnh Sóc Trăng sẽ đến một khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Hậu Giang. Đây là một trong những khu sinh thái mới nhất ở miền Tây được đưa vào khai thác du lịch với hệ thống rừng tràm và vườn chim nhiều nhất ở các khu du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long với hàng ngàn loài chim được sinh sống. Xin cho biết tên gọi của khu du lịch này. Địa chỉ gửi đáp án về chương trình các bạn có thể thực hiện theo hai cách. Chương trình khuyến học khuyến tài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện. Địa chỉ email khuyến học khuyến tài hg@gmail.com. Ngoài thư thì các bạn học sinh sinh viên cũng có thể ghi rõ tên trường nơi mình đang học. Chương trình sẽ gửi quà đến tận trường cho các bạn. Và đến đây thì chuyên mục khuyến học khuyến tài kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.